Welcome my friend to the game Babbdi, my friend. Babbdi, ok. Mình biết game này game gì đâu, mình chỉ biết là nó free trên Steam thôi. Đồ họa có vẻ khá thú vị. Hello. Mình có 10 năm rồi này. Có thể chúng ta sẽ được gặp lại nhau một lần nữa. Tạm biệt. Lấy cái gậy của tôi đi. Lấy nó và đánh vào những cái bề mặt bằng nó. Hello. Speedrun my friend. Speedrun. Speedrun. Wow. Quên cái này bị lượm lên chứ nhầm. Bạn đã tìm thấy một đồ vật bí mật. Hello. Drago Zevik my friend. Vợ của ông ấy đang bị ốm. Ông ấy cần phải đến thành phố bằng con tàu. Ông ấy có một cái tấm vé để có thể rời được Babbdi. Chúc anh ấy may mắn. Không hiểu lắm. Speedrun. Hello. Asker my friend. Chúng tôi sẽ ra khỏi Babbdi. Tôi đã có một cái vé tàu. Nãy giờ mình nói chuyện hơi ngược thứ tự my friend. Đáng lý mình phải nói từ đây xuống trước mà mình lại nói ngược thì không sao. Hello. Chris Grelda vậy đó. Đang ốm my friend. Nhưng mà nhìn này tiên lượng chắc không qua khỏi rồi. Thôi anh bạn cho tôi mượn vé tàu đi. Chúng tôi sẽ ra khỏi Babbdi. Chúng tôi có vé tàu my friend. Đó. Thử xem có vé tàu rơi ra không mà. Không rơi thối. Phòng này tối quá. Goodbye ông già ok. Xem bên này có cái gì không. No. Speedrun. Speedrun. Ôi, hello. Speedrun. Đây là Babbdi nha mấy friend. Một thành phố chết chóc. Nhìn qua là có vẻ là vậy. Để pin nè. Ngon. Để pin có đánh được không? Không. Mình lấy đèn pin đâu. Để pin vô dụng vậy. Wow. Thang máy 3 chấm phết. Có đèn pin làm sao mà speedrun được. Adobe Everest. Nhìn giống người ác hả? Cậu muốn rời khỏi đây sao? Phải đi tàu đi. Thì cái đoàn tàu cũng không xa cho lắm. Bác sĩ nói rằng là tôi phải đứng im cái vị trí này. Tại vì một cái vấn đề về bệnh tật gì đó. Chúa tể Bắc Cao ở đây mà. Ba cái đồ yêu này. Game thú vị phết được đấy. Wow. Đánh xuống đất cũng được này mấy friend. Speedrun. Ghê chưa? Không phải đâu mấy bạn thấy được những cái ngày gọi là đỉnh cao speedrun của mình nó đạt đến cái phong độ này để mấy bạn được chứng kiến những cái màn trình diễn màn nhãn vào đầy chóng mặt này ok. Không phải ngày nào mấy bạn cũng được như vậy đâu ok. Nếu như mấy bạn có đang ăn gì mà có ói ra thì mình xin lỗi ok. Nhưng mà ăn vào nó cũng thực ra mình cố tình té xuống đấy. Tại vì cái này lượm lên được. Oh. Cái gì nặng quá vậy? Mình nhảy được đấy mấy friend. Có friend nào ngồi dưới đó mình thả vào đầu thử. Xem nó có thực sự nặng như mình đang cầm không. Đâu rồi? Mình ăn rồi. Train station mấy friend, phải không? Không phải. Tan station. Cái cha đó. Thấy cục đá kìa. Ai đây? Nghịch cái gì ông nội? Cinderella my friend. Tên giống như một nàng công chúa vậy nhưng mà không phải. Silver oil hả? Dầu của những cái ống cống. Ngu này. Chơi ngu này. Nghe tiếng gì ấy. Mấy bạn nghe không? Chế, cái này thuốc nó ngấm vào máu, nó tắt nhạc hay không tắt nhạc thì nó cũng vậy thôi. Phải đợi khoảng 24 tiếng sau khi mà thuốc nó từ từ nó ngấm qua đường mồ hôi với lại đường nước tiểu thì bọn này mới bình thường lại được. Đây là bản nhạc yêu thích nhất của tôi khi tôi đang còn là một đứa thơ bé và một đứa trẻ. Chữ này không đọc được. Game này khá là 3 chấm đấy mấy bạn. Đừng có hỏi mình là game này là game gì, ok? Mình chỉ biết là game này mình tải trên Steam thôi. Expansion này mấy bạn, nice. Ủa mà mình chưa có vé. Không có vé có đi được không? Restaurant là cái gì? Pagao! Minecraft hả? Cầm cái này cộng với chuột trái là bằng cái này, ok? Phải không đó ba? Wow! Wow! Minecraft biết được, Minecraft buồn lắm đấy mấy friend. Wow! 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 Đỉnh vái. Ui cái tiếng nhảy lên cái ống cống này phê. Ừ. Đó cái tiếng. Hello. À, cái người yêu thích của mình. Tôi nhớ rằng khi cậu chỉ là một đứa bé, ông đang nói mình á, chúng ta đã có một khoảng thời gian tuyệt vời với mẹ của cậu. Thì ông là bố tôi à? Thì ông là ai? Hot Feb. Hot Fred. Ông là ai? Mà lại có kỷ niệm tuyệt vời với tôi và mẹ tôi. Đổ mất dậy. Wow, cái gì đấy? Bạn đã tìm được một vật phẩm bí mật về brand. Lấy ra bắn thằng này được không? Không được về brand, chỉ để cho vui thôi. Jeez. Ủa cái gậy của tôi đâu? Ok, game đang lưu về brand. Đi khúc quan trọng là gì vậy? Mắc gì đồ nhạc? Chúa tể Bắc Cao người ta đi nè. Coi nè mấy bạn em. Hello. Shit. Nãy biết thế giữ lại cái rìu cái mấy bạn em. Lên được trên kia rồi kìa mấy bạn em. Gì đó? Tưởng là đạn chứ không phải đạn. Ôi, té xuống rồi. Có gì hot? Hả? Hiểu cái gì chết liền á. Nó hướng dẫn cho mình. À! Cái còi này nó còn đi theo cái góc nhìn này nè, nghe này, nghe này. Không phải gọi mấy con chim lại đâu mấy bạn ạ. Choo! Ui vãi cửa. Ghê chưa? Đứa này phải kêu ép đấy. Đứa phải kêu cái ép đấy mấy bạn ạ. Đứa phải kêu biết. Woo! What the hell? Yo, game lại luôn rồi, game mấy anh. Đu lên dây rồi không biết. Có đồ gì cho mình lượm nữa này không biết. Sắp hết game rồi, nhìn cái màu là biết. Wow, đây nghe chưa? Cả một hành trình đúng không? Mình bắt đầu đến từ cái khu lụp sụp bên kia kìa. Không biết đó là đâu và đây cũng là đâu, nhưng mà cuối cùng mình cũng đã đến được cái Ratani Tanit my friend. Từ từ, trước khi đi mình muốn đi nói chuyện với anh này phát. Travel Asian my friend, một điệp vụ di chuyển. Chúng tôi không có vấn đề gì nữa là sao? Bây giờ đi đâu? Đằng kia là cái gì á? Ý nghĩa của cái việc đó là gì? Bắt cầu á hả? Không có rảnh. Bây giờ đi đâu? Woo! Freedom! Game này khó hiểu quá nhưng mà cần đánh chịu. Ow, shit. Không cần quy tắc mà bạn. Just go. Có đèn pin đâu? Ghê quá, không thấy gì. Ghê, đừng cút mày ra. Chuẩn bị lộn đường rồi. Game này cứ thế mà chơi. Achievement unlock my friend. Flat fail có nghĩa là gì? Mở khóa được thành tựu là mặt phẳng như cái mâm, ok. Tại sao mình lại phẳng như cái mâm? Hello. Đoàn tàu không dừng lại kể cả nếu như cậu bước lên cả cái đường ray hả? Trừ khi cậu có một cái vé. Vé hả? Bạn không có vé my friend. God damn it. Đi kiếm vé cái đã. Quay cái vé đâu nào? Cái gì đấy? Bạn đã tìm thấy bản đồ. Có cả nhà thờ kìa mấy friend. Nhưng mà mình ở đâu thì bản đồ biết được chứ. Let's go. Why? Ah! Racing boy mấy friend. Racing boy xuống phố. Nhà ai nuôi chó. Hey, dùng đến tìm đây. Chỗ nếu quét quét. Mình chỉ không rời chiếc xe máy này rồi ok. Chiếc xe máy này là vật bất ly thân của mình rồi. Cho nên lúc tìm được vé là mình vẫn sẽ ôm chiếc xe máy này. Nếu như có thể được mình sẽ mang chiếc xe này, mang xe máy này lên cả đoàn tàu của mình. Nghe đồn có một thằng là nó ốm đau bệnh tật cần đưa vợ đi thì vậy. Cho nên đến đó và đổi lấy chiếc vé không chỉ. Đổi không được thì mình cướp. Gì đó. Đây là một nơi gọi là buôn bán thức ăn rất tuyệt vời. Có không đó cha? What the hell? Ủa? I'm up here, my friend. Vé tàu nằm đâu ta? Nhảy chứ không làm mà bị đau đâu hả? Thử nhảy đi, không. Mình phải coi thử làm sao mà ra được khỏi đây chứ mấy bạn. Wow! Cái gì nhìn tởm quá vậy? Mấy bạn phải thấy cái đèn đen nó bay ra không? Vạch cả mướt. Làm sao để thoát ra khỏi đấy? Chỉ có cách kiếm được vé mới lên được đoàn tàu mới thoát ra khỏi đây được. Giờ mình cứ leo lên mấy cái nóc nhà này mình cũng đâu ra được. Nhưng mà ai mới là người có vé? Bị lừa rồi, tự dưng cầm này lên chi vậy? Nếu có bay đi được. Bớ người ta, tôi bị lừa. Này đâu có bằng cái xe máy của mình. Chết. Bay được, bay được, bay được. Wow. Tăng 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 tăng. Thế là con bồ câu này. Tại sao con đứng đây? Game thật là 3 chấm rồi friend. Ra cái du thuyền nó coi thử có cái gì hot. Ok. Giờ bay lại về lười quá. Cái gì mà bộ đỏ to đùng này trời. Hello. Họ không bán vé nữa đâu. Hả? Cậu có nhớ người phụ nữ ốm đói đang nằm ở trên cái phòng gần nhà cậu không? Cô ta đã chết rồi. Cậu có thể có được cái vé của cô ấy đấy. Ế? Game kinh dị mấy fan ơi. Đi tìm xác người nè. Oh, hello anh chồng. Xác cô ấy phân hủy nhanh quá. Tôi không cần thứ này nữa. Cậu cầm lấy đi. Mãi đồn. Xin lỗi chị nhà, ok. Tiên tri quá chuẩn mấy friend. Mình nói mà, bảo tiên liệu không quá được một ngày, không tin mình. Whee! Let's go! Freedom! Tự do! Ủa mà khoan, đoàn tàu nằm ở đâu ấy nhỉ? Đoàn tàu đâu để mình hết game nào? Mình quên đoàn tàu nằm đâu rồi. À đây nè. Babbdi. Babbdi Train Station. Hết game. Game hay vài cướp. Vậy mà game này free trên Steam nữa mấy friend. Nghe vô lý không? Wow là vô lý. Và đó là game Babbdi. Bạn đã rời khỏi Babbdi. Bạn đã tìm được 821 bí mật. Bạn đã hoàn thành trò chơi này trong vòng 1931 năm mấy friend. Ok. Very nice. Very nice. Ok. Wow. Cảm ơn các bạn theo dõi, ok? Chúc các bạn một cái tắt mạnh, ok? Xin chào và hẹn gặp lại. Goodbye, see you again. Hi.